Chào mừng bạn đã đến với công ty Thanh Hà, tự hào là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm túi lưới đựng trái cây, túi lưới nông sản, túi lưới bao hoa, lưới nguyên cuộn, lưới xả bông tắm và rất nhiều các loại túi lưới khác. Nằm trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, gần các trục đường quốc lộ lớn, luôn là một lợi thế để các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước hợp tác với công ty trong suốt thời gian qua. Luôn lấy cái tâm là định hướng phát triển xuyên suốt từ khi thành lập cho đến nay, công ty luôn có một đội ngũ đầy nhiệt huyết, giải đáp mọi yêu cầu của khách hàng từ tư vấn cho đến báo giá, tiếp nhận các thông tin về phản hồi của đối tác, hỗ trợ đặt hàng, tư vấn sản phẩm để phù hợp với ứng dụng thực tế của khách hàng. Đặc biệt với các đại lý, nhà phân phối luôn được công ty hỗ trợ sản xuất theo yêu cầu từ kích thước, màu sắc và tem nhãn mang tên thương hiệu của đại lý, nhà phân phối, mọi vấn đề được tiếp nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất. Với công nghệ máy móc hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt cùng lực lượng công nhân đông đảo, đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ cao, công ty không ngừng phát triển và hoàn thiện để vươn lên khẳng định vị thế thương hiệu túi lưới trên thị trường toàn quốc. Hệ thống máy móc của công ty luôn cải tiến không ngừng để đưa ra những sản phẩm chất lượng đúng như với cam kết. Những sản phẩm túi lưới nhựa của công ty đều được sản xuất trên quy trình khép kín bằng hệ thống tự động, từ khâu lấu nhựa theo đúng tiêu chuẩn để có được chất lượng tốt nhất. Mọi thông số đều được hiển thị trên bảng điện tử cho đến quá trình chạy sản phẩm theo các khuôn định hình, quá trình làm mát trong nhiệt độ và nước được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sản phẩm được hình thành trong điều kiện khắt khe nhất về kỹ thuật. Tất cả các khâu đều được kiểm soát bằng hệ thống điện tử, công nhân điều hành máy dễ dàng nhận biết các lỗi trong quá trình sản xuất. Nhà máy sản xuất được trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến cho công suất lớn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, dù là hàng trong nước hay hàng dùng cho xuất khẩu. Túi lưới được sản xuất với công nghệ hoàn toàn mới, nguyên liệu là dòng nhựa nguyên sinh, không chứa tạp chất, không độc hại. Sản phẩm với những tính năng nổi bật như được cấu tạo từ các sợi lưới mỏng nhỏ nhưng có độ dẻo dai cao, chịu được lực căng tốt, các mắt lưới thông thoáng, không gây bín nóng, hấp hơi trong thời gian dài sử dụng. Túi có độ bền cao, có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp bảo vệ môi trường hướng tới cuộc sống xanh. Các sản phẩm chủ đạo của công ty đang sản xuất như lưới bao hoa, lưới đựng phân tan chậm, lưới đựng đồ chơi, đồ gia dụng, lưới đựng trái cây, lưới đựng bánh kẹo, thạch sau câu, lưới bông tắm và rất nhiều các dòng sản phẩm khác. Công ty cam kết sản phẩm được sản xuất với nguyên vật liệu đạt chuẩn, mẫu mã đẹp đa dạng, chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh nhất. Thanh Hà đáp ứng mọi đơn đặt hàng trong nước và xuất khẩu, đảm bảo tiến độ giao hàng trong thời gian ngắn nhất. Chính bởi vậy mà Thanh Hà luôn chiếm được sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng, trong bao năm qua luôn là địa chỉ hàng đầu trong sản xuất túi lưới. Mọi thông tin về sản phẩm quý khách hàng vui lòng truy cập website túi lưới nhựa.com để xem chi tiết sản phẩm, những khúc mắc, yêu cầu báo giá, tìm hiểu về sản phẩm. Quý khách đến trực tiếp nhà máy tại Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên hoặc gửi thông tin trao đổi qua email túi lưới thanh hà@gmail.com và gọi trực tiếp tới số hotline 0865 576 595. Mọi yêu cầu của khách hàng sẽ được công ty giải đáp trong thời gian ngắn nhất.